Xin chào tất cả các bạn nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một trên này góp nhận 8 token Dino các bạn. Thì để tham gia game này các bạn cần click phần link mô tả dưới video mình ta support các bạn. Rồi các bạn bấm show này góp nha các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn cho góp pin chiller nè. Góp lên các bạn. Follow tàu Twitter và retweet bot nè. Trên tàu Twitter nó theo dõi nè các bạn. Like nè, tao quýt lên nè. Sau đó bạn bắt đắp lên nè. Bấm trào đi sơn các bạn. Bạn đưa cấp cha đi vô bot nè. Bot là hợp. Rồi dòng đầu tiên bạn địa chỉ email quăng vào các bạn. Sau đó mình gửi địa chỉ với BNB sẽ mà trên BET20 trên YouTube Collect của tài khoản. Rồi tiếp tục gửi đường link vào file tàu Twitter mình nha các bạn. Thì bạn mở tàu Twitter mình ra nè. Nhấp ba cạnh cùng, nhấp vào mũ phút sơ nè, nhấp ba cạnh cùng nè, nhấp vào chia sẻ nè. Sau đó các bạn sẽ chép liên kết nè các bạn. Gọi là cho bot nè. Rồi sau đó submit in GeeWit nè các bạn. Thì bạn mở tàu Twitter của tất cả bạn ra nha các bạn. Các bạn chia sẻ các bạn là tàu Twitter nè. Rồi bạn sẽ chép liên kết gọi là cho bot nè. Để nó coi nó có kêu tăng 5 người bạn như các bạn. Ok, nó không yêu cầu tăng 5 người bạn thì bạn gửi link tweet cho nó nha các bạn. Rồi tiếp tục bấm vào menu nha các bạn. Rồi bấm mi balance đi chết sức cầm cũng được. Rồi mình đã nhận được 8 tóc cần Dino. Rồi vậy video mình ở đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.